Thank you.
Cho mày chơi, tao chơi một trò chơi. Chơi một trò chơi. À bây giờ tao úp cái này xuống đây, xong rồi xay mày chọn được cái nào tao đúng cho. Sao gì? Đúng cho. À. Đoán tay chuẩn. Đoán tay chuẩn. Lộ từ lộ. Ướt nó lộ, lau ra. Ướt lộ tiền. Ôi. Được. Quần bẩn. Ướt lộ tiền. Cứ bình tĩnh. Từ. Đó đây. Tên 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 tên. À. Anh lừa. Úi giời. Chọn mô to chả chọn. Thôi. Thế 20 cũng được. Thế chỉ có 20. Thế đó. Mẹ không được. Mẹ mình bảo là nhận được của rơi về trả lại như đến mất. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Cháu lấy được. Cho cháu mà, cho viện kia mà. Có 20.000. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Giờ rồi. Này. Cho cháu à, cầm lấy ngay gì nhỉ. Cầm lấy cho xin mua chủ bản một kiếp. Thôi cháu không lấy đâu. Ra, ra, ra. Cho cháu này. Cho cháu không à. Không lấy. Lấy mà, đùa cho cháu, cháu không lấy đâu, không lấy đâu. Tôi già đây, mày hay nhỉ, cửa đấy đấy. Cháu mày mà, cháu mày về một kem mà. Đấy, cháu không lấy đâu, không lấy. Gì đấy? Này, chú chờ à, cất đi. Tiền à, không lấy cho tao. Này, cháu mày, không lấy đâu. Không lấy thì cho tao đưa đấy. Đây, xin nhé. Hôm nay mình sẽ thể hiện gọi là sức mạnh đàn ông với này chắc này, gọi là sẽ chơi nhất dương chỉ nhất đây là nhất dương chỉ của phái không động, không động có cả lung tung quyền. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thể hiện món nhất dương chỉ. Tao tao tiền à? Không. Tao tao gì? Anh tin em cho cái này vào trong chai này đâu. Tao cho được không? Không phải cho vào nắp này đâu. Cho vào nắp, cho vào nắp lít nữa. Biến vào trong chai luôn. Cái gì? Dạ. Cái gì? Ừ? Cái gì? Cái gì? Anh nhé. Hả? Em làm xem. Cái gì?
em làm được sao? Ôi, ra mới thích cái gì? Cứ làm thế này, rút lỗ đít này. Cái gì? Như thế nào? Hả? Mày cho vào trong chai được á? Rút được vào trong chai luôn. Ừ, mày cho vào trong chai mình rút luôn vào lỗ đít. Ok, tao sửa, tao yểm ra thêm tí bùa nữa. Đấy, bao giờ đấy? Bao giờ? Anh ngó vào trong này trong cổ. Thiếu thiếu rồi nhá. Chó.